Chương 2408, làm nhục làm nhục thời điểm đó ác chủ bài của Thiếu Lâm tự chỉ có thể bảo đảm Thiếu Lâm tự không bị tạo hóa đạo môn công phá, nhưng muốn tìm tạo hóa đạo môn báo thù còn thiếu nhiều. Hiện tại cũng thế, Thiếu Lâm tự bọn họ đã bị Tô Tín đánh cho nguyên khí đại thương, ra tay lần nữa chính là muốn chết, hiện giờ kể cả Tô Tín nói khó nghe hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, huống hồ ngày hôm nay bọn họ đến đây vì đạo môn, không phải đến liều mạng với Tô Tín thích đạo huyền đứng ra, thở dài một tiếng nói, tô đại nhân, làm người phải khoan dung độ lượng. Ngươi cần gì phải dồn ép không tha chứ? Tô tính thản nhiên nói, thích đạo huyền đại sư, ngươi và ta không thù không oán, mặc dù lần trước ngươi ngăn cản ta diệt thiếu lâm, nhưng ta cũng nhờ ngươi đạt đến thần kiều. Nhưng ngươi nói làm người phải khoan dung độ lượng vốn dĩ là một câu chuyện cười, trên giang hồ này, đôi khi ngươi không nhổ có tận gốc kẻ thù, vậy là đang tự gây phiền phức cho mình, tạo ra kẻ địch. Mối thù giữa ta và Thiếu Lâm Tự đã không cách nào hóa giải, ngay từ đầu khi ta nhỏ yếu, Thiếu Lâm Tự có từng nghĩ tới chuyện tha cho ta. Hiện tại tình thế thay đổi, ngươi cho rằng ta sẽ tha cho Thiếu Lâm Tự sao? Tôi tính ta không phải người lương thiện. Càng không là kẻ ngu. Thích đạo huyền đại sư, ta vẫn giữ câu nói kia, ngươi có thể bảo vệ được Thiếu Lâm Tự nhất thời, nhưng không thể bảo vệ bọn họ cả đời, thì ngươi tham ngộ không thể nhiễm bụi trần thế tục, nếu vì thiếu lâm tự mà phá hỏng việc tu hành của ngươi, việc này rất không có lời. Sau khi nói xong, tô tính trực tiếp dẫn người vào sân, ngồi xuống ghế cao nhất, những người khác cũng không có ý kiến gì, là cường giả hàng đầu trên giang hồ hiện giờ, đương nhiên tô tính có thực lực ngồi ở vị trí này. Lữ phá thiên ngồi xuống bên cạnh tô tính, cười hì hì nói, vẫn là sư đệ ngươi uy phong. Nhớ thời của ta xưa kia, Thiếu lâm tự cực kỳ hung hăng bá đạo, nào có như bây giờ, bị ngươi đánh ngay mặt mà không dám ư hứ một câu nào. Tô tính vấn đạo, trong giang hồ thời đó, thực lực của thiếu lâm tự rất mạnh. Lữ phá thiên suy nghĩ một lát nói, gần như là thế lực đứng đầu võ lâm, thời đại đó trụ trì thiếu lâm tự là lão hòa thượng giám chuyên, cũng có tu vi thần kiều cảnh. Có điều lão hòa thượng đó âm hiểm nhất, ngày xưa lúc huyết ma giáo ta ở thời kỳ đỉnh cao hắn không lộ diện, cố tình chờ tới lúc huyết ma giáo chọc giận toàn bộ giang hồ hắn mới ăn theo ra tay đương nhiên thực lực của lão hòa thượng này không phải khoác lác tu vi tinh thâm vô cùng lúc đó ta chỉ mới đạt đến thần kiều đối mặt với lão hòa thượng này vẫn kém một chút chính vì thế ta mới nói hắn nham hiểm rõ ràng với sức mạnh của thiếu lâm tự lúc đó có thể áp chế huyết ma giáo còn chưa trưởng thành kết quả hắn lại cố tình đợi tới lúc đám thuộc hạ ngu xuẩn của ta gây chuyện không thể cứu vãn hắn mới ra tay rõ ràng không muốn tiêu tốn sức lực của mình, còn muốn danh vọng trên giang hồ. Bị Thiếu Lâm tự giam cầm 800 năm, Lữ Phá Thiên hận Thiếu Lâm tự đến tận xương tủy, nếu có cơ hội, đợi Tô tính ra tay với Thiếu Lâm tự lần nữa. Hắn nhất định sẽ đi theo bỏ đá xuống giếng. Tô Tính chậm rãi nói, đừng nhìn hiện tại Thiếu Lâm tự nhẫn nhịn trước mặt ta, đó là vì trụ trì của bọn họ không ở đây lão hòa thượng huyền khổ kia còn giỏi nhẫn nhịn hơn dám chuyên hòa thượng mà ngươi nói hơn nữa thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh lữ phá thiên ngạc nhiên nói ngay cả ngươi bây giờ đối mặt hắn cũng không có tự tin tô tín lắc đầu nói hiện tại đối mặt với huyền khổ lúc trước đương nhiên ta có tự tin nhưng vấn đề là đối phương đã đi vào không gian động nguyên với tiên vực chỗ đó là mảnh vỡ tiên vực kể cả bọn họ không tìm được bất kỳ cơ duyên nào nhưng chỗ đó và tiên vực tách ra gần vạn năm, nguyên khí thiên địa trong đó chắc chắn cực kỳ đáng sợ, không nói đến những điều khác, chỉ tu luyện trong đó thôi cũng được lợi rất lớn. Chờ đến khi Huyền Khổ ra khỏi nơi đó, mặc kệ ta có diệt được Thiếu Lâm tự hay không, trận chiến giữa chúng ta là điều chắc chắn. Đến lúc đó, ai thắng ai thua còn là một ẩn số. Tô Tính bên này đang nói chuyện phím với Lữ Phá Thiên, vô số ánh mắt theo dõi nhìn về hắn chăm chú, trong đó có người nhìn về phía hắn nhưng thực ra phần nhiều là nhìn về phía Lữ Phá Thiên. Sau chuyện của Thiếu Lâm Tự, sự tích của Lữ Phá Thiên cũng truyền khắp toàn bộ giang hồ, ai cũng không ngờ vị huyết ma lão tổ đã từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết vẫn sống sót. Dù sao vị này trước nay đều không phải hạng tầm thường, trước kia hắn giấy lên sát nghiệt ngập trời trên giang hồ, hiện tại hắn sẽ biến thành như thế nào, điều này chưa biết được có điều điểm giống nhau duy nhất chính là gần như tất cả võ giả chính đạo mang tâm lý cẩn thận và vô cùng căm thù trước hắn cũng không ít người ở phía dưới xì xào bàn tán đây chính là huyết ma lão tổ chật chật quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dông trước kia ta còn tưởng rằng huyết ma lão tổ chắc chắn là một ông lão cực kỳ âm u mặt mũi xấu xí không ngờ ngoại hình của hắn không tồi điều đáng tiếc duy nhất chính là lãng phí cái túi da này ai thiếu lâm tự cũng thật là khi xưa bắt được huyết ma lão tổ này nên giết chết hắn luôn đi kết quả bây giờ thành như vậy nuôi hổ thành hoàng lại để cho ma đầu kia chạy thoát kỳ thực huyết ma lão tổ chạy thoát cũng không quan trọng lắm hiện giờ hắn nguyên khí đại thương huyết ma giáo cũng sớm đã trở thành quá khứ tập hợp sức mạnh người trong chính đạo muốn giết hắn cũng thoải mái nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại huyết ma lão tổ lại dính dáng đến tuyệt đại hung nhân tô tín nhận hắn làm sư đệ có tô tính che chở ai dám giết hắn vào lúc này đừng quên tô tính vừa mới công phá thiếu lâm tử đấy mặc dù những tiếng xì xào bàn tán này nhỏ thậm chí có số người còn bí mật truyền âm nhưng với tu vi của lữ phá thiên những tiếng nói này lọt vào tai hắn không thiếu một chữ điều này khiến sắc mặt lữ phá thiên dần trở nên âm trầm lữ phá thiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng đứng lên giận dữ quát lão tử cho các ngươi nhắc lại lần nữa lão tử là huyết ma thiên tôn không phải huyết ma lão tổ gì cả muốn bàn luận giết lão tử bằng cách nào thì quan minh chính đại nói có thể giết được lão tử là bản lĩnh của các ngươi nhưng có một điểm duy nhất để lão tử nghe thấy bốn chữ huyết ma lão tổ trong miệng các ngươi lần nữa lão tử lập tức bóp chết các ngươi ai cản cũng vô dụng mọi người có mặt bỗng lặng yên không một tiếng đồng mọi người đều chưa kịp phản ứng mà đầu kia không để ý có người thảo luận muốn giết hắn trái lại quan tâm cách xưng hô khiến mọi người có chút không phản ứng kịp. Có điều tu vi chân vũ cảnh của Lữ Phá Thiên hiện tại rành rành ra đó. Hơn nữa hắn còn là đại ma đầu ngày xưa hung uy hiển hách, mọi người ở đây sợ hãi hung uy của hắn, không dám tiếp tục bàn luận nữa. Không tới nửa canh giờ sau, những tông môn nên đến gần như đều đã đến, đặc biệt những thế lực nhỏ thuộc đạo môn nhất mạch, còn có những võ giả tán tu muốn gia nhập liên minh đạo môn, những người này gần như đứng kín toàn bộ thiên nguyên vô lượng sơn. Triệu Cửu Lăng đi lên đài, cất cao giọng nói, hoan nghênh chư vị tới tham gia đại hội của Liên minh đạo môn ta, chắc chư vị cũng đã nghe nói tin tức trên giang hồ trước đi, ta không đứng đây nhắc lại thêm lần nữa. Tất cả tông môn hoặc cá nhân muốn gia nhập đạo môn nhất mạch ta, đều có thể đến bốn nơi huyền thiên vực, tạo hóa đạo môn, long hổ đạo môn, phương tiên đạo đăng ký danh sách, sau khi hoàn thành xét duyệt, chư vị chính là người của đạo môn nhất mạch ta. Nói là xét duyệt, nhưng thực tế đám triệu cửu lăng căn bản không có yêu cầu nghiêm ngặt đến thế ngươi nói ngươi là người đạo môn nhất mạch nhưng thật ra chỉ cần trong võ công của ngươi không có thuộc tính công pháp phật môn hoặc ma đạo rõ ràng thì có thể thông qua hiện tại bọn họ có phải người thuộc đạo môn nhất mạch hay không có quan trọng ư không đợi sau khi cả bọn họ đều gia nhập liên minh đạo môn những đệ tử ưu tú được chọn lựa ra học công pháp đạo môn nhất mạch lại để những cao thủ đạo môn đích thân giáo dục đến lúc đó bọn họ có xuất thân từ đạo môn nhất mạch hay không, căn bản sẽ không có ai chú ý, Triệu Cửu Lăng tiếp tục nói, trước kia vì đủ loại nguyên nhân, chư vị tông môn đạo môn nhất mạch bởi đều từ bỏ danh hiệu đạo môn, nhưng hiện tại liên minh đạo môn đã thành lập, tất nhiên nên tái dựng uy danh của đạo môn nhất mạch. Thời kỳ thường của đạo môn ta có 3.000 nhánh, mặc dù hiện tại không tập hợp được 3.000, nhưng sau này chưa chắc đã không thể. Vậy nên hiện tại ta quyết định, toàn bộ tông môn gia nhập liên minh đạo môn nhất định phải đổi nơi đặt tông môn thành đạo quán, đồng thời treo biển tên liên minh đạo môn, thể hiện thân phận. Vừa nói dứt lời, sắc mặt mọi người ở đây đều thoáng thay đổi, giả tâm của đạo môn quá lớn, bọn họ thật sự muốn biến hiện tại thành đạo môn thời kỳ thượng cổ sao. Trước mắt e là có mấy trăm tông môn muốn gia nhập liên minh đạo môn, những tông môn này trải khắp 49 đạo đại chu, thậm chí còn có cả bên Đông Tấn sau khi toàn bộ những tông môn này đổi tên thành liên minh đạo môn danh tiếng của liên minh đạo môn triệt để chấn động giang hồ khiến đạo môn trở thành giáo phái đệ nhất thiên hạ hơn nữa sau khi tất cả những tông môn này đổi thành đạo quán một số võ giả trẻ tuổi có thiên phú ở địa phương tự nhiên sẽ nghe danh xin gia nhập một thế lực nhỏ hạng ba ban đầu không cách nào so sánh với một thành viên của liên minh đạo môn hiện tại mặc dù bề ngoài thực lực của bọn họ không thay đổi nhưng trên thực tế những người này muốn dựa vào uy thế của liên minh đạo môn tranh đoạt đệ tử trẻ tuổi với những tông môn khác tính toán của triệu cửu lăng lồ lộ, lộ hết ra ngoài hắn không chút che lấp giả tâm của mình vậy nên mọi người ở đây cũng rất bất đắc dĩ liên minh đạo môn người ta muốn xây một vài đạo quán khôi phục thân phận nhánh nhỏ của đạo môn bọn họ thời kỳ thượng cổ chẳng lẽ không được sao phạm pháp sao thậm chí ngươi muốn ngăn cản cũng không tìm được cớ Chương 2409, uy hiếp uy hiếp chỉ có điều bảo bọn họ trơ mắt nhìn đạo môn y phát triển như vậy, bọn họ không cam lòng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Thiếu Lâm tự, bởi vì hiện giờ Thiếu Lâm tự là đối thủ cũ của Tạo Hóa đạo môn, bọn họ nhất định sẽ đứng ra phản đối đầu tiên. Nhưng hiện tại Thiếu Lâm tự đã bị Tô Tính đánh cho tàn phế, với chút thực lực của bọn họ, căn bản không đáng chú ý trước Liên Minh đạo môn. Tuy thực lực của Thích đạo huyền mạnh, nhưng đáng tiếc hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào loại chuyện vô bổ này mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang tô tín đạo môn và tô tín không có thù nhưng người chân chính có thù với tô tín là tạo hóa đạo môn hiện giờ tạo hóa đạo môn là tông môn dẫn đầu thành lập liên minh đạo môn nếu tô tín muốn diệt tạo hóa đạo môn miễn bàn những thế lực khác huyền thiên vực không đồng ý đầu tiên hơn nữa trước mắt người duy nhất có tư cách phản đối liên minh đạo môn cũng chỉ có một mình tô tín dù sao hắn cũng là cường giả thần kiều cảnh, còn những người khác, dù là đại chu nhiều chân vũ nhưng cũng không dám khinh xuất trở mặt với Liên Minh Đạo môn có cường giả thần kiều cảnh Triệu Cửu Lăng. Chỉ có điều biểu hiện lúc này của Tô Tín khiến bọn họ hơi thất vọng. Đối mặt Triệu Cửu Lăng, Tô Tín không biểu thị gì, hắn chỉ khép hờ mắt ngồi nơi đó, tự như không cảm nhận được thâm ý bên trong lời nói của Triệu Cửu Lăng. Nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng Triệu Cửu Lăng nhếch lên nở nụ cười đây mới là kết quả hắn muốn so với tính kế trong âm thầm chẳng bày hết tất cả ra bên ngoài âm mưu rõ ràng đường đường chính chính quang minh chính đại mọi người ở đây chỉ có thể cắn răng chấp nhận hoặc là công khai phản đối liên minh đạo môn chiến đấu với hắn một trận có điều bây giờ xem ra không có ai muốn chọn vế sau triệu cửu lăng cất cao giọng nói nếu như vậy tất cả các tông môn quyết định muốn gia nhập liên minh đạo môn đều có thể ra phía sau đăng ký báo danh còn võ giả trẻ tuổi, bất kể là thế hệ trước hay thế hệ này đều có thể chọn lên võ đài thi đấu, dù có phải võ giả đạo môn nhất mạch hay không đều có thể tham gia, người thắng sẽ nhận được phần thường do liên minh đạo môn chuẩn bị. Nói rồi triệu cửu lăng trực tiếp vung tay lên, lập tức có người chuyển những phần thưởng đó ra. Sốc tắm vải đỏ lên, bên trong có 10 đồ vật, bất ngờ đó là những vật phẩm hàng đầu như binh khí thiên cấp, bí pháp thần công và đan dược cực phẩm. Tính tuổi tác võ giả trẻ tuổi thế hệ trước và thế hệ này đều không đến 50 tuổi, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ mới là hóa thần thôi. Với võ giả dương thần cảnh, những thứ đồ trước mắt chỉ như theo hoa trên gấm, nhưng đối với võ giả hóa thần cảnh mà nói, đây không phải bảo bối tầm thường, 10 món đồ này vừa xuất hiện, những võ giả trẻ tuổi có mặt tức khắc sôi sục. Ngay khi thi đấu võ đài sắp bắt đầu, người của những tông môn khác cũng chuẩn bị đăng ký danh sách, chính thức gia nhập liên minh đạo môn. Tô Tín bỗng nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói, người của thần Đao môn Tương Tây trở thành võ giả đạo môn nhất mạch từ lúc nào thế hả? Đám luyện đao các ngươi dính dáng đến đạo sĩ bao giờ? Làm sao ta không biết? Hắn vừa nói xong, mọi người ở đây đều chuyển mắt sang nhìn Tô Tín, rồi lại nhìn về phía một ông lão đeo song đao trên hông trong đám người. Ông lão này chính là trưởng môn đương nhiệm của thần Đao môn Tương Tây, có thực lực dung thần cảnh, có điều khí huyết đã suy yếu thực lực không còn trên đỉnh cao nghe thấy tô tín nhắc đến tên thần đao môn trên mặt trưởng môn thần đao môn bỗng chốc hiện lên vẻ hoảng sợ hắn vội vàng quay ra hành lễ với tô tín rồi nói tô đại nhân có điều không biết ngày xưa tổ tiên thần đao môn ta cũng xuất thân từ đạo môn nhất mạch nhưng hắn mở ra lối đi riêng yêu thích đao pháp cho nên mới có truyền thừa thần đao môn ta chỉ có điều trải qua hơn một nghìn năm phát triển thần đao môn đã triệt để dung hợp ý cảnh đạo môn vào công pháp tuy rằng chỉ có thể nhìn ra một chút bóng dáng của đạo môn, nhưng quả thực cũng là một nhánh truyền thừa của đạo môn. Thực ra trưởng môn thần đao môn chỉ đang trận mắt nói mò, sư tổ của thần đao môn bọn họ đâu phải đạo sĩ gì, vốn xuất thân từ phường trộm cướp, chỉ có điều năm sư tình cờ giết một đạo sĩ, đoạt công pháp của hắn, thế nên trong nội công mới có một chút bóng dáng của đạo môn. Lần này thần đao môn bọn họ vượt đường xá xa, xa xôi từ tương Tây đi tới Thanh Châu Đạo, kỳ thực mục đích là muốn ông đùi đạo môn, không ngờ lại bị Tô Tính bắt được. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa, đất Tam Tương thuộc Tô Tính quản lý, nhưng trưởng môn thần đao môn theo bản năng cho rằng Tô Tính chắc chắn sẽ không nhớ tới tiểu nhân vật cỡ như mình, ai mà ngờ được Tô Tính thoáng một cái đã nhắm vào hắn, điều này làm trưởng môn thần đao môn thầm kêu khổ trong lòng. Ha ha! Tô Tính cười nhạt hai tiếng, nhưng hai tiếng cười này lại khiến trưởng môn thần đao môn ấn lạnh trong lòng, nảy sinh cảm giác không ổn. Chương 2410, Uy Hiếp, 2, Uy Hiếp, 2, võ công của thần đao môn luôn luôn đi theo con đường bá đạo hung ác, sư tổ của các ngươi ban đầu chỉ là một võ giả xuất thân đầu trộm đuôi cướp, giết vô số người, mãi đến khi tiếng xấu quá nhiều, hơn nửa tuổi tác đã lớn, sợ bị kẻ thù trả thù nên mới thay đổi tên họ, thành lập thần đao môn, sao ta không biết hắn làm đạo sĩ lúc nào nhỉ? Thần đao môn ngươi đúng là to gan, ngay cả ta cũng dám lừa, lẽ nào ngươi chưa từng ngẫm kỹ lại hậu quả sẽ như thế nào hả? Quan trọng nhất là hiện giờ đất tam tương do ai quản, chẳng lẽ thần đao môn ngươi không biết ư? Ngươi đến thiên nguyên vô lượng sơn. Có thông báo với người dưới trướng ta chưa? Tô tính nêu ra một loạt câu hỏi, khiến trưởng môn thần đao môn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, không biết trả lời thế nào cho phải. Lúc trước hắn quyết định đến ông bắp đùi đạo môn cũng là bị ma quỷ sai khiến, đã quên mất hiện tại đất tam tương nằm trong tay tô tín hắn cho rằng tô tín sẽ không chú ý tới mình trên thực tế tô tín sớm đã đem điều tra ra tổ tông tám đời của thần đao môn đúng lúc này triệu cửu lăng chau mày hắn đứng ra đằng trước trưởng môn thần đao môn trầm giọng nói tô đại nhân có ý gì cớ sao lại cản trở nhánh nhỏ của đạo môn nhất mạch trở về đúng là đất tam tương thuộc về tô đại nhân nhưng e là kể cả hoàng đế đại chu cũng không thể quyết định những tông môn võ lâm trong 49 đạo đại chu đi đâu về đâu. Tô Đại Nhân làm như thế, có phải quá ngang ngược rồi không? Tô Tính cười lạnh một tiếng nói, vừa mới ta đã nói rất rõ ràng, sư tổ của hắn chỉ là võ giả xuất thân đầu trộm đuôi cướp, không liên quan gì đến đạo môn. Ngày xưa ba ngàn đạo môn đều là cao nhân đắc đạo có trình độ tinh thâm về đạo gia nhất mạch, kết quả hiện tại đạo quân ngươi lại kéo hạng rác rưởi này vào đạo môn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình thẹn với tổ tiên đạo môn sao triệu cửu lăng giả tâm to lớn đến độ muốn sánh vai cùng đạo tổ ngày xưa hắn hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình hổ thẹn với tổ tiên thực ra triệu cửu lăng biết hết suy tính của thần đạo môn và một số thế lực đến đây nhờ vả có một vài thế lực thậm chí không hề có một chút quan hệ nào với đạo môn nhưng điều này không quan trọng dù sao hắn chỉ muốn nhắm tới uy thế của liên minh đạo môn và những đệ tử tinh nhuệ trong các tông môn kia. Hiện tại tình hình thế này, một khi tô tính mang trưởng môn thần đao môn này đi ngay trước mặt hắn, vậy liên minh đạo môn của hắn không phá cũng tự sụp. Khi đó nhất định sẽ có người nói liên minh đạo môn của hắn nói nghe êm tai. Nhìn cũng rất mạnh, kết quả ngay cả tông môn dưới trường mình sắp gia nhập liên minh mà cũng không che chở được, như vậy bọn họ gia nhập liên minh này có tác dụng gì? Những người sẽ nghĩ như vậy không phải số ít, đặc biệt là những tông môn thế lực vốn không xuất thân từ đạo môn nhất mạch, nhưng lại muốn đục nước béo cò. Vì thế hiện giờ triệu cửu lăng chỉ có thể tỏ vẻ mạnh mẽ đến cùng, hắn chỉ vào trưởng môn thần đao môn đối diện, thản nhiên nói nói, đây là chuyện của đạo môn nhất mạch ta, ta cho rằng hắn là thì hắn phải là. Tô tính cười ha ha xua tay nói, đạo quân quả nhiên bá đạo. Nói hắn là người của các ngươi thì hắn chính là người của các ngươi, nhưng nếu trưởng môn thần đao môn này tự nói mình không phải thì sao? Triệu Cửu Lăng chưa kịp nói gì, Tô Tín đã đưa mắt nhìn sang trưởng môn thần đao môn, ung dung nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, có một số việc ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới ra kết luận, nhận tổ tông dễ dàng vậy hả? Từ trên xuống dưới thần đao môn, đệ tử nồng cốt và đệ tử ký danh tổng cộng có 8.725 người, những người này đều trông mong vào người làm trưởng môn là ngươi đấy ngươi đừng làm bọn họ thất vọng. Tô Tín nói ung dung thông thả, thậm chí trong đó còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lọc vào tai trưởng môn thần đao môn lại khiến cả người hắn run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực ra nếu tô tính trực tiếp giết hắn, hắn sẽ không sợ đến thế, nhưng lời uy hiếp này của tô Tín lại khiến hắn dựng tóc gáy. Lần này đến Thanh Châu Đạo, vì tốc độ nên trưởng môn thần đao môn không cưỡi ngựa đến, mà chỉ mang theo hai đệ tử thiên phú không tệ dùng nội công chạy tới, các đệ tử khác và người thân của hắn đều ở Tây Bắc đạo trưởng môn thần đao môn cảm thấy con số tô tính vừa mới nói có chút không đúng. Nhưng đợi hắn tỉnh táo lại mới phát hiện, không tính ba người mình, hiện tại số người trong thần đao môn ở tương Tây vừa đúng có 8.725 người, già trẻ lớn bé, một người cũng không sót. Tô tính đang uy hiếp trắng trận. Ngươi có thể đi ông đùi đạo môn, nhưng nếu ngươi làm thế thì phải chuẩn bị sẵn sàng tô tín sẽ tàn sát toàn bộ tông môn và người thân sau lưng, không sót một ai. Chương 2411, huynh đệ tương tàn huynh đệ tương tàn dù sao chuyện như vậy tô tín đã làm không ít, cũng không có ai nghi ngờ đến cùng tô tín có thể làm ra chuyện như vậy hay không. Chưởng môn thần đao môn rốt cục không chịu được luồng áp lực mạnh mẽ này, hắn đứng ra thi lễ với tô tín cười nói tô đại nhân bỏ qua cho là ta già cả đần độn nhớ nhầm thần đao môn ta và đạo môn không hề có một chút quan hệ nào tại hạ sẽ xuống núi ngay lập tức tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho tô đại nhân ngài đối mặt với tô tín hung uy hiển hách trưởng môn thần đao môn không chút do dự lùi bước dưới trướng hắn không phải vắng vẻ trống không mà là toàn bộ thần đao môn đều bị tô tín nắm trong tay hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hiện tại tô tính truyền một tin về, già trẻ trên dưới thần đao môn bọn họ tuyệt đối sẽ bị đám võ giả ám vệ lòng giả ác độc dưới tay tô tính tàn sát sạch. Chỉ có điều lúc này, sắc mặt triệu cửu lăng âm trầm. Thần đao môn cứ thế mà đi mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là triệu cửu lăng hắn căn bản không bảo vệ được người liên minh đạo môn của chính mình, mang ý nghĩa thần đao môn cho rằng tô tính mạnh hơn liên minh đạo môn. Điều này là do triệu cửu lăng quá tự tin uy thế của tạo hóa đạo môn quả thực rất mạnh, nhưng chủ yếu là mạnh vì uy thế của Lý Bá Dương trước kia. Hơn nữa mặc dù thực lực của triệu cửu lăng mạnh, nhưng uy danh còn kém tô tính hung uy hiển hách rất rất xa. Trong mắt võ giả cấp bậc như trưởng môn thần đao môn, bọn họ căn bản không phân biệt được sự khác biệt giữa chân vũ pháp tướng và thần kiều. Ngược lại theo cái nhìn của hắn, tô tính giết vài chân vũ, hiện tại còn công phá thiếu lâm tự, đã thành tuyệt đại hung nhân hung ác nhất trên đời, vào lúc này mà đi trêu chọc Tô Tín, thuần túy là muốn chết. Vậy nên hắn hoàn toàn không tin Tô Tín có thể nể mặt Triệu Cửu Lăng. Quyết đoán lựa chọn khuất phục. Tô Tín nhìn Triệu Cửu Lăng, nhàn nhạt nói, đạo quân có thể thấy, hiện tại chính hắn thừa nhận mình không phải người đạo môn nhất mạch, lẽ nào đạo môn nhất mạch các ngươi còn muốn cưỡng ép võ giả trên giang hồ đều phải nhận một tổ tông hay sao? Hắn vừa nói xong, mọi người đứng đây đều cười vang lên ánh mắt nhìn triệu cửu lăng cũng mang theo vẻ trào phúng người chưa từng chịu thiệt trước tô tín không biết vị này khó chơi cỡ nào triệu cửu lăng ngay từ đầu không thèm coi tô tín vào mắt hiện tại hắn lại ngu ngốc chịu thiệt một lần khi đối mặt tô với tín hoàn toàn không thể làm gì tô tín có thể không nói lý uy hiếp thần đao môn muốn giết cả nhà hắn để ép hắn rút lui nhưng triệu cửu lăng có thể làm như thế không danh tiếng tô tín sớm đã tệ hắn có thể không để ý danh tiếng nhưng Triệu Cửu Lăng thân là vực chủ Huyền Thiên vực, là người cầm đầu Liên Minh Đạo môn, không làm chuyện như vậy được. Thế nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận chuyện này, sắc mặt âm trầm rời đi. Chỉ có điều có một vết xe đổ thần Đao môn ở đó, các tông môn khác vốn chuẩn bị gia nhập Liên Minh Đạo môn cảm giác thấy không ổn, Liên Minh Đạo môn này có vẻ không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Thần Đao môn bị Tô Tín uy hiếp, kết quả Liên Minh Đạo môn không trấn áp được Tô Tín sau này nếu bọn họ cũng gia nhập vào liên minh chẳng may tương lai mình cũng gặp phải tình huống tương tự vậy liệu liên minh đạo môn có mặc kệ bọn họ không có lẽ một số thế lực nhỏ thì không thành vấn đề nhưng đụng tới nhân vật lớn cỡ tô tín cũng phải cắn răng nhận mệnh chứ còn gì nữa nghĩ như vậy người thuộc một số thế lực nhỏ yên lặng rút lui tuy các thế lực rút lui đều giống thần đạo môn không hề liên quan tới đạo môn nhưng vẫn khiến triệu cửu lăng sầm mặt bao gồm các võ giả đạo môn khác cũng vậy. Tuy rằng với cả liên minh đạo môn, mất những thế lực nhỏ này không có gì quá to tác, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của toàn bộ liên minh đạo môn, có thể nói mở đầu không thuận lợi. Triệu cửu lăng ho khang một tiếng rồi nói, thi đấu võ đài bắt đầu, tất cả võ giả trẻ tuổi thế hệ trước và thế hệ này đều có thể tham gia thi đấu trên võ đài. Vừa nghe thấy nói thế, lúc bấy giờ mọi người mới đưa mắt nhìn sang võ đài, những võ giả thế hệ tuổi trên giang hồ đều đã chuẩn bị kỹ càng đi lên thi thố tài năng. Đối với những võ giả trẻ tuổi, điều gì quan trọng nhất? Ngoại trừ thực lực và cơ duyên. Đó chính là tiếng tâm. Ngày xưa khi tranh đấu xếp hạng nhân bản, có một số phải tìm từng người để khiêu chiến, nhưng hiện tại có người dựng cho bọn họ một võ đài sẵn sàng, phía dưới còn có vô số cao nhân tiền bối trên giang hồ xem, một khi có thể xếp hạng đầu, có thể nói là được cả danh và lợi từ đó nổi danh giang hồ. Tô Tín nói với Cung Văn Vũ và Tô Tử Thần bên người, hai người các ngươi lên đi. Cung Văn Vũ và Tô Tử Thần cùng đáp, vâng. Trong hai người bọn họ, Cung Văn Vũ khá bình tĩnh, dù sau ngày xưa hắn đã từng nằm trong top 10 nhân bản đời trước, danh tiếng cần hưởng thụ đều đã hưởng thụ rồi. Chương 2412, Huynh Đệ Tương tàn hai, huynh đệ tương tàn, hai, còn thực lực tô tử thần tuy rằng hoàn toàn có thể xếp vào nhân bản, nhưng đáng tiếc hắn xuất thân là ám vệ, chấp hành không ít nhiệm vụ, cũng giết không ít người, nhưng lộ diện nhiều nhất chỉ trong mấy trận chiến lúc ở cảnh giới tiên thiên đi trung nguyên, vừa được xếp hạng trên nhân bản đã phải thay hình đổi dạng để che giấu thân phận, mãi đến hóa thần cảnh mới được dùng tên ban đầu của chính mình một lần nữa. Vậy nên lần thi đấu võ đài này có thể xem là trận chiến đầu tiên Tô Tử Thần Dương danh Giang Hồ, hắn không chỉ đại diện cho Tây Bắc Đạo. Mà còn có Tô Gia Ninh Viễn Đường, không phải Tô Gia dòng giỏi đích tôn, mà là Tô Gia do Tô Tính làm gia chủ. Võ đài liên minh đạo môn chuẩn bị không nhỏ, đủ chỗ cho mấy nhóm võ giả thi đấu cùng lúc. Thực ra không có quá nhiều người đủ tư cách tham gia thi đấu võ đài, chỉ có gần 500 người, Phần lớn đều là võ giả trên nhân bản đời trước và đời này, còn có đệ tử đời sau của một số thế lực khá lớn hoặc cường giả tán tu trên giang hồ. Mặc dù bọn họ không có có tên trên nhân bản, nhưng chỉ cần nói một tiếng với người của Liên Minh Đạo Môn, đương nhiên cũng có thể tham gia thi đấu. Dù sao mục đích chủ yếu nhất khi Đạo Môn tổ chức cuộc thi này chính là để chọn lựa ra cường giả thế hệ trẻ không xuất thân từ tông phái lớn trên giang hồ. Võ giả thế hệ trẻ hai đời lên võ đài, trong đó cảnh giới tiên thiên bị đào thải nhanh nhất, còn lại mấy chục võ giả hóa thần cảnh. Trong đó, cung văn vũ biểu hiện vô cùng chói mắt, hắc ma đào của hắn vừa bá đạo vừa tàn nhẫn, hơn nữa mặc dù hiện tại hắn đang tu luyện đại pháp di thần hoáng huyết, nhưng không hề có khuyết điểm căn cơ bất ổn giống võ giả huyết ma giáo, trái lại dung hợp huyết sát chi khí vào trong đao đạo, đao sau mạnh hơn đao trước. Trong số những võ giả cung cấp, rất ít người có thể chống đỡ được 10 đao liên tiếp của hắn. Còn Tô Tử Thần cũng thể hiện rất được, hắn từng theo Lý Phôi học một thời gian, sự tàn nhẫn một đòn giết chết khi ra tay cùng với tốc độ quỷ dị khó lường khiến võ giả giao đấu với hắn thường không đỡ nổi ba chiêu đã thua trận. Sau một canh giờ, chỉ còn lại 20 võ giả, phần thưởng đạo môn chuẩn bị chỉ phát cho 10 người đứng đầu, sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, 20 người còn lại rút thăm lên võ đài, độc chiếm một võ đài lớn, không hỗn chiến như trước nữa. Cung Văn Vũ tùy tiện rút được số đầu tiên, nhưng đợi đến lúc hắn cầm đao của mình tới võ đài, sắc mặt hắn hơi thay đổi, bởi vì đối thủ của hắn lại là người quen cũ, cũng xem như một trong những người bạn ít ỏi của hắn khi xưa, đệ tử chân truyền của trương bá đoan tạo hóa đạo môn, trước đây cùng đứng trên nhân bản, thương vũ chân nhân liễu công huyền. Trước kia cung văn vũ đắc tội người của đường môn nên bị đường môn truy sát từ ba thuộc đến trung nguyên, bạn bè của hắn rất ít, chỉ có hai người, một người chính là liễu công huyền thuộc tạo hóa đạo môn, mà một người còn lại là hà phong thuộc danh kiếm sơn trang về sau cung văn vũ lựa chọn gia nhập thế lực của tô tín hắn không còn gặp hai người này nữa hiện tại vừa gặp mặt cung văn vũ bỗng có cảm giác tự như đã cách một đời chỉ có điều hiện giờ liễu công huyền lại nhìn cung văn vũ với vẻ mặt vẻ phức tạp có tiếc hận cũng có chỉ tiết rèn sắt không thành thép liễu huynh đã lâu không gặp cung văn vũ lên tiếng chào hỏi trước liễu công huyền lắc đầu một cái thở dài nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, không ngờ cuối cùng ngươi lại vẽ đường cho hưu chạy, làm chó săn cho tô tính. Cung văn vũ cau mày nói, liễu huynh, ngươi có ý gì? Chúng ta đều phục vụ chủ của mình mà thôi. Không phải đến chuyện này người cũng không nhìn ra đấy chứ. Liễu công huyền làm vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, phục vụ chủ của mình đương nhiên có thể, nhưng cũng phải xem rốt cuộc ngươi đứng về bên nào chẳng lẽ ngươi không biết lúc trước tô tính làm người thế nào ư kẻ này gây ra bao nhiêu cuộc chém giết trên giang hồ có bao nhiêu võ lâm hào kiệt chết trong tay hắn quả thực ma đầu hơn cả ma đầu ngươi làm thuộc hạ cho hắn vẽ đường cho hưu chạy thậm chí đã xem như bước chân vào ma đạo ngươi tự nguyện sa đọa xứng đáng với tu vi của ngươi không đối với cung văn vũ liễu công huyền thật sự coi hắn là bạn bè chân chính của mình vậy nên trước chuyện hiện tại cung văn vũ gia nhập vào dưới trướng tô tín bước vào ma đạo hắn thật sự tiếc hận nghe được liễu công huyền nói vậy vẻ mặt cung văn vũ dần dần lành xuống liễu huynh ngươi là đệ tử chân truyền của tạo hóa đạo môn sư phụ của ngươi chính là đại trưởng giáo tạo hóa đạo môn trương bá đoan từ nhỏ ngươi đã được ấn định sẽ có một tương lai sáng lạn trở thành thanh niên tuấn kiệt trên giang hồ còn cung văn vũ ta ngoại trừ đao trong tay không có thứ gì cả đừng nhắc đến mấy chuyện gì mà chính đạo ma đạo. Giang hồ hiệp nghĩa với ta, lúc trước khi ta bị đường môn truy sát ngàn dặm, tại sao không có ai đứng ra hành hiệp trượng nghĩa giúp ta? Chương 2413, đạo môn bị mất mặt, đạo môn bị mất mặt còn không phải là bởi vì đường môn thuộc tà đạo bác môn, bọn họ không trêu chọc vào nổi còn những tông môn được coi là chính đạo có thể đối kháng với đường môn vì sao không ra tay còn không phải là bởi vì tiểu nhân vật như ta không đáng để bọn họ ra tay nếu lúc trước không có tô đại nhân e là ta đã sớm mất mạng hiện tại tô đại nhân giúp ta diệt đường môn còn truyền công pháp cho ta cho ta thế lực dù bước vào ma đạo cung văn vũ ta cũng không hối hận một chút nào nếu cho ta một cơ hội nữa ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy thấy thái độ kiên định của cung văn vũ Liễu Công Huyền chỉ có thể rút trường kiếm trong tay ra, trầm giọng nói: "Cung huynh, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, Liên Minh Đạo Môn ta thành lập, nếu ngươi sẵn lòng ăn năn, ta có thể bẩm báo sư phụ, để Liên Minh Đạo Môn thu nhận giúp đỡ ngươi, với thiên phú của ngươi, phế bỏ một thân ma công, tương lai vẫn có thể danh chấn giang hồ." Cung Văn Vũ cũng rút Hắc Ma Đao trong tay mình ra, lạnh nhạt nói: "Võ công không phân thiện ác chính ta, vì sao ra phải phế bỏ hơn nữa ta cũng sẽ không phản bội tô đại nhân. Nói chuyện không hợp ý, liễu huynh, không cần nhiều lời. Lúc trước chúng ta không chính thức luận bàn là một điều tiếc nuối, lần này đúng lúc phân cao thấp. Trận chiến giữa hai người cung văn vũ và liễu công huyền hấp dẫn ánh mắt của không ít người, hai người bọn họ một là võ giả thế hệ trẻ kiệt xuất nhất tạo hóa đạo môn, người còn lại là nhân vật đại biểu cho võ giả thế hệ trẻ dưới trướng tô tính. Trước nay tô tính thể hiện thực lực cực kỳ hung hăng, một mình hắn có thể gánh vác cả một tay bắt đạo, vậy nên thật ra mọi người có hơi coi nhẹ thực lực của những võ giả dưới trướng tô tính. Kỳ thực kiểu dân đen tay trắng dựng nghiệp như tô tính hầu hết đều có khuyết điểm này. Đó là thực lực bản thân rất mạnh, nhưng thuộc hạ lại rất yếu. Ví dụ như địch Kim Phi thuộc tranh kiếm minh, hiện tại địch Kim Phi đã lên đến chân vũ, thậm chí vừa mới đạt tới chân vũ đã có thể đánh bại võ giả tiên vực, nhưng tranh kiếm minh dưới tay hắn vẫn là một đám người ô hợp, sinh ra đời sau cũng không có nhân vật kinh diễm nào, ngay cả em trai của hắn địch Vân Phi ban đầu thực lực cũng chỉ tạm tạm. Chỉ có điều sau lần này công phá thiếu lâm tự, ám vệ và huyết thần giáo dưới tay tô tín đúng là đã khiến mọi người bất ngờ. Không thể nói căn cơ của thiếu lâm tự không mạnh. Mặc dù hai thế lực lớn dưới tay tô tín gặp lại không đánh được thiếu lâm tự, nhưng vẫn có thể gây tổn hại ở mức nhất định cho thiếu lâm tự, với tô tín đã xem như không dễ mà cung văn vũ chính là võ giả trẻ tuổi xuất sắc nhất dưới tay tô tín thực lực của hắn cũng đại diện cho thực lực tổng hợp thế hệ trẻ dưới trướng tô tín một thế lực có truyền thừa hoàn chỉnh mới thật sự là thế lực lớn hàng đầu có thể phát triển rực rỡ mà hiện giờ đợi đến khi song phương bắt đầu giao đấu biểu hiện của cung văn vũ đúng là vượt ngoài dự đoán của mọi người điểm nổi bật chủ yếu của hắc ma đao cung văn vũ dùng chính là đao thế bá đạo và đao ý vô cùng tàn nhẫn Phần lớn công pháp của Tô Tín đều đặt nặng khí thế nhất, vậy nên mấy ngày nay, Tô Tín chú trọng dạy cung văn vũ về mặt này, đồng thời còn truyền thụ cho cung văn vũ bí quyết ứng dụng liên quan đến huyết sát chi khí trong đại pháp di thần Hoáng huyết, giúp ích không nhỏ cho cung văn vũ. Chỉ mới đánh ra đao thứ nhất, cung văn vũ đã có mấy phần bóng dáng tông sư đao đạo. Đao thế của hắc ma đao cực kỳ bá đạo, đồng thời còn có huyết sát chi khí và ma khí vô biên ngưng tụ. Ánh đao dài mấy trượng tự như giải lụa hạ xuống, khí thế vô song cực kỳ mạnh mẽ mặc dù xưa nay tô tính chưa từng dùng đao nhưng với võ giả cấp bậc như hắn một pháp thông vạn pháp thông hiện tại dù cho tô tính một thanh đao hắn cũng có thể đánh ra chiêu thiên ngoại phi tiên chỉ có điều hơi mất tự nhiên thôi hiện giờ trại chủ thái hành sơn trại kha yển nguyệt ngồi bên phía đại chu bây giờ hắn là cung phụng của hoàng thất đại chu hơn nữa bản thân hắn đã có thực lực dương thần cảnh đỉnh phong thời gian gần đây đại chu thiếu cao thủ cho Kha Yển Nguyệt rất nhiều cơ duyên và trợ giúp, chính vì mong có thể giúp hắn đạt đến chân vũ, tăng thêm sức mạnh cho đại chu. Lúc này thấy cung văn vũ ra tay, Kha Yển Nguyệt thân là đại tông sư đao đạo không khỏi chật lưỡi than thở, hạt giống tốt. Nếu hắn theo ta học đao, ta bảo đảm trong vòng 5 năm, hắn có thể đạt đến đỉnh cao đao đạo. Mặc dù ngoài miệng Kha Yển Nguyệt nói thế, nhưng hắn biết chuyện này không có khả năng. Cung Văn Vũ là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ dưới tay Tô Tín, hắn cũng không có can đảm cướp người với Tô Tín. Nếu là trước kia, hắn còn có thể đi tìm Tô Tín, thu Cung Văn Vũ làm đệ tử ký danh gì đó, chỉ có điều hiện tại Tô Tín đã trở mặt với Đại Chu, hắn cũng ngại đi tìm Tô Tín nói chuyện này, chỉ đành thầm than đáng tiếc. Chương 2414, Đạo Môn bị mất mặt, 2. Đạo môn bị mất mặt hai, Thực lực chân chính cung văn vũ thể hiện ra khiến người khác kinh ngạc, nhưng còn thực lực liễu công huyền biểu hiện kém hơn một chút, không phải về tu vi, mà là về sức chiến đấu. Người tin tường đều có thể nhìn ra, cung văn vũ có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, phát huy 120% tu vi của bản thân. Lại nhìn sang liễu công huyền, cảnh giới của bản thân hắn không thua kém cung văn vũ, nhưng võ kỹ không kết hợp hoàn mỹ với võ đạo, dẫn đến sức chiến đấu yếu hơn cung văn vũ mấy phần. Sau ba đao, Liễu Công Huyền đã rơi vào thế hạ phong rõ ràng. Sau khi giao thủ truyền đấu thêm hơn 10 chiêu nữa, Liễu Công Huyền trực tiếp bị áp chế, rõ ràng đã không địch lại cung văn vũ. Thật ra đây cũng có phần do cung văn vũ hạ thủ lưu tình, nếu cung văn vũ bất chấp tất cả, muốn lấy mạng Liễu Công Huyền, e là hiện hắn đã sớm bại trận. Sau mấy chiêu, trên hắc ma đao trong tay cung văn vũ huyết sát chi khí nhiễm ma khí nổ tung đao chém càng khôn một đao vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp chém đứt trường kiếm trong tay liễu công huyền khi hạ đao xuống cung văn vũ hơi nghiêng một chút chém vào khoảng đất trống bên cạnh liễu công huyền tạo thành một vết đao sâu hoắm ngươi thua cung văn vũ thu đao nhàn nhạt nói liễu công huyền ngơ ngác nhìn thanh kiếm gãy trong tay mình hình như không thể tin lại thành kết cục thế này năm xưa khi hắn quen cung văn vũ đối phương xếp sau mình trên nhân bản kết quả đến giờ mới mười mấy năm trôi qua hắn đã không địch lại cung văn vũ thu trường kiếm trong tay lại liễu công huyền hồn bay phách lạc đi xuống võ đài xung quanh bỗng chốc vang lên tiếng bàn tán những năm gần đây thực lực đệ tử trẻ tuổi thuộc tạo hóa đạo môn đều không yếu nhưng không có mấy người xuất sắc trước kia đệ tử tạo hóa đạo môn xích tùng chân nhân phong lâm tử cùng thời với tô tín thực lực không tệ, chỉ có điều đừng nói là so với Tô Tín, kể cả so với Tiêu Hoàng ở Tiêu Gia, Hà Hưu ở danh kiếm Sơn Trang, hắn đều thua kém, đến giờ cũng mới chỉ đến Dung Thần, ngay cả rìa của Dương Thần Cảnh cũng không chạm đến. Mà Liễu Công Huyền Thân là đệ tử nhân bản đời trước, lúc trước trên nhân bản cũng xếp vào 10 vị trí đầu, kết quả ngày hôm nay lại bị Cung Văn Vũ trực tiếp nghiền ép. Dù là võ giả tiên thiên thực lực không bằng bọn họ cũng có thể nhận ra chênh lệch giữa hai người này. Còn đệ tử trẻ tuổi của Tạo Hóa Đạo môn đời này vẫn chưa đạt đến hóa thần. Tất cả mọi người đều không chú ý đến hắn, chắc là đã bị đào thải từ lúc hỗn chiến trên võ đài. Xem ra, thực lực đệ tử Tạo Hóa Đạo môn mấy đời này đều hơi đáng lo, đừng nói là chân vũ, đến cả đệ tử có tiềm chất dương thần cảnh cũng không nhiều. Sắc mặt Trương Bá Đoan bên kia cũng hơi âm trầm. Trước đó Triệu Cửu Lăng nói đệ tử Tạo Hóa Đạo môn bọn họ được Lý Bá Dương che chở hơi lâu vậy nên về tu vi võ đạo có vẻ hơi lười biếng. Khi đó Trương Bá Đoan còn không có để ý, nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Cửu Lăng nói đúng. Đệ tử tạo hóa đạo môn bọn họ mấy đời này có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh. Tất nhiên phải vượt trội hơn tông môn bình thường. Nhưng đáng tiếc chỉ tinh anh và ưu tú còn chưa đủ, tạo hóa đạo môn bọn họ cần võ giả kinh tài tuyệt diễm có thể gánh vác toàn bộ tông môn, mà rất hiển nhiên đối với tạo hóa đạo môn, những đệ tử này còn kém rất nhiều. Sau 10 vòng đấu võ đài kết thúc, những võ giả còn ở lại khiến sắc mặt người đạo môn đều có chút khó coi, bởi vì trong số đó thậm chí ngay cả một đệ tử đạo môn cũng không có. Trong 10 người này, thuộc hạ của Tô Tín có hai người, Thiếu Lâm Tự cũng có hai người, một người là võ giả cùng thời với Cung Văn Vũ, Phục Hổ Tăng Nguyên Tuệ. Mà người khác là Nguyên không chưa từng đặt chân vào giang hồ, nhưng đã có thực lực hóa thần cảnh nghe nói hòa thượng nguyên không này là người nhỏ nhất trong các đệ tử đời chữ nguyên thuộc thiếu lâm tự, năm nay chỉ mới 30 tuổi, trước đây cũng không phải võ tăng, mà là một tiểu sa di chạy việc trong xá lợi viện thiếu lâm tự, chuyên môn phụ trách bưng trà trót nước khi cao tăng xá lợi viện giảng đạo, sau đó quét tước vệ sinh gì đó. Nghe kinh Phật hơn 20 năm, ai cũng tưởng hắn không biết võ công, không ngờ lần trước tô tín dẫn thuộc hạ tấn công thiếu lâm tự, vài võ giả ám vệ đột phá phòng ngự giết đến xá lợi viện khi một số hòa thường không biết võ công sắp bị tàn sát nguyên không đột nhiên ra tay bỗng chốc ngộ đạo bước vào hóa thần đẩy lùi toàn bộ mấy võ giả hóa thần cảnh dưới trướng tô tín sau đó tất nhiên thiếu lâm tự nhiên cũng chú ý tới điểm này huyền minh thậm chí đích thân thu nguyên không làm đệ tử dạy dỗ võ đạo kỳ vọng vào hắn còn nhiều hơn nguyên tuệ chỉ có điều lúc này ánh mắt tô tín nhìn về phía nguyên không lại mang theo một sát khí lạnh lẽo đáng sợ muốn nhổ có tận gốc thiếu lâm tự, tuyệt đối không thể giữ lại những đệ tử kiệt xuất như nguyên không này. Nếu không tương lai tuyệt đối sẽ là một phiền phức. Chương 2415, báo thù báo thù tính về độ ngoan cường của thiếu lâm tự, quả thực các tông môn bình thường không thể so sánh được, càng vào thời điểm gặp nguy hiểm, bọn họ càng có thể bồi dưỡng được những võ giả kinh tài tuyệt diễm, trái lại vào lúc thiếu lâm tự trên đỉnh cao, bọn họ lại bắt đầu yếu đuối. Ngoài bốn người của Tô Tính và thiếu lâm tự, còn lại sáu người lần lượt là Hà Phong thuộc danh Kiếm Sơn Trang, ngày xưa cũng là bạn thân của Cung Văn Vũ và Liễu Công Huyền. Còn có hai võ giả trẻ tuổi xuất thân từ quân đội Đại Chu và quân đội Đông Tấn, mặc dù hai người không nổi tiếng trên giang hồ. Nhưng trong quân đội của mình cũng đều là nhân vật kiệt xuất. Ba người còn lại hơi vượt ngoài dự liệu, đều là võ giả xuất thân tán tu, trong đó một người đến từ Tây Vực, một người có sư phụ là võ giả dương thần cảnh có danh vọng lớn trên giang hồ, người còn lại thì không có sư phụ tông phái, hoàn toàn dựa vào cơ duyên của bản thân đi tới trình độ như bây giờ. Lần này đạo môn thất bại toàn tập, võ giả huyền thiên vực cũng thế, ngay cả triệu cửu lăng cũng không ngờ tới cảnh tượng này, đại hội liên minh đạo môn của bọn họ thật xấu mặt. Hiện giờ, sắc mặt triệu cửu lăng hơi khó coi hắn ho khan một tiếng nói, mười vị tuấn kiệt trẻ tuổi còn lại đều có thể rút thăm thi đấu, quyết định thứ hạng, người xuất sắc có thể chọn đồ vật trước, tương tự cũng có thể lựa chọn đến liên minh đạo môn, do cường giả liên minh đạo môn đích thân dạy dỗ võ đạo. Sau khi mười người rút thăm xong, người thứ nhất lên võ đài chính là tô tử thần phe tô tính, đối thủ của hắn là một võ giả trẻ tuổi đeo cự kiếm trên lưng, tên là Trần Bắc Đường. Người này xuất thân từ tán tu, nhưng sư phụ hắn là võ giả tán tu tiếng tâm lừng lẫy trên giang hồ, đứng hạng 16 trên địa bản, cự linh kiếm tôn Sở Trọng Sơn. Người thường học kiếm đều theo đuổi sự sắc bén vô biên, nhưng kiếm đạo của Sở Trọng Sơn lại là cực hạng về sức mạnh, cũng là độc nhất trong đông đảo cao thủ kiếm đạo trên giang hồ. Tô Tử Thần đối chiến Trần Bắc Đường, vốn là một trận chiến rất bình thường, nhưng Tô Tính lại phát hiện ra có điểm bất thường, đó là hình như Trần Bắc Đường có địch ý với Tô Tử Thần thậm chí không thể nói là địch ý, phải nói là thù hận mới đúng, sự thù hận đến nỗi muốn giết cả nhà đối phương. Điều này làm Tô Tính thấy hơi kỳ quái, nửa đời trước Tô Tử Thần đều ở trong bí cảnh Tô Gia Ninh Viễn Đường. Căn bản không thể đắc tội người khác. Hơn nữa về sau hắn gia nhập ám vệ, phần lớn thời gian đều là mai danh ẩn tích chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ lần nào đó hắn đã giết thân thích bạn bè của Trần Bắc Đường, hiện tại bị nhận ra. Tô Tính chưa kịp nghĩ thêm, bên kia Tô Tử Thần đã bắt đầu giao đấu với Trần Bắc Đường. Võ đạo của Tô Tử Thần mang đậm phong cách lý phôi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã mang sát khí mạnh mẽ, trực tiếp giết chết. Hơn nữa cơ thể hắn giống như một bóng đen, tốc độ cực kỳ kinh người, võ giả cùng cấp căn bản không thấy rõ tốc độ của hắn, thảo nào hắn được gọi là ảnh ma kiếm. Nhưng lúc này, khóe miệng Trần Bắc Đường lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt Tô Tử Thần ra tay, cự kiếm nặng nề phía sau hắn đã bị hắn cầm trong tay, cự kiếm chém ra, kiếm thế rõ ràng rất trầm trọng nhưng được hắn sử dụng lại cực kỳ mãnh liệt, chém ngang bốn phía, tự như một tiếng sấm đánh, phát ra tiếng vang cực lớn, tiếng len ken do kim loại va chạm truyền đến, một kiếm tuyệt sát của tô tử thần đúng lúc đụng vào kiếm của hắn, bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt các võ giả có thực lực khá mạnh ở đây đều hiện lên vẻ khác thường, trần bắt đường thật sự được cự linh kiếm tôn chân truyền trọng kiếm vô phong, tự nhiên không đẻo gọt, một kiếm nhìn qua có vẻ vụng về nhưng nắm bắt thời cơ vừa vặn, thậm chí còn vượt qua tô tử thần nổi tiếng về khoái kiếm. Nhát kiếm vừa rồi tên là Kinh Lôi, còn hiện tại là Hổ bao Trần bắt đường bước một chân ra, cự kiếm trong tay ầm ầm chém xuống, chân khí cùng bạo ngưng tụ trên cự kiếm, giống như mảnh hổ gầm gào, phát ra tiếng gầm giận dữ, luồng sức mạnh đó không đơn giản là kiếm khí mà mơ hồ ẩn chứa cả sức mạnh sóng âm khiến khí huyết của tô tử thần chấn động, làm tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Một kiếm hạ xuống. Tô tử thần không dám cứng rắn chống đỡ, vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình giống như đang liều mạng để né tránh mới miễn cưỡng né được chiêu này. Nhưng ai ngờ đường kiếm rõ ràng đã sắp chém xuống đất bỗng nhiên lại thay đổi phương hướng chém sang ngang, kiếm khí mạnh mẽ vần quanh trần bắt đường, tô tử thần trực tiếp bị kiếm khí quét bay, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tô Tử Thần có thể lọt vào top 10 là nhờ vào tốc độ của chính mình và một đòn khoái kiếm tất sát kia. Kết quả mặc dù người trước mắt dùng cự kiếm, nhưng khả năng điều khiển kiếm của hắn đã vượt qua Tô Tử Thần. Cự kiếm trong tay của hắn không khác gì kiếm mỏng, hơn nữa vì quán tính của cự kiếm, khi chém dọc và quét ngang đều có thể tạo uy thế lớn hơn. Chương 2416, báo thù, hai, báo thù, hai, tô tử thần có thể nhìn ra những điều này, nhưng trong mắt mấy người tô tính, điểm đáng sợ chân chính của trận bắt đường là chân khí của hắn, hẳn là người này có thể chất đặc thù, trong những người cung cấp, chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu không phải cỡ bình thường, vậy nên cự kiếm ở trong tay của hắn mới có thể di chuyển như thường, hoàn toàn không cần lo lắng kiếm chiêu phản phệ. Ai cũng thấy rõ, lần này tô tử thần thua chắc, Võ công của Trần Bắc Đường không chỉ cao hắn một bậc, hơn nữa còn hoàn toàn khắc chế hắn, lần này Tô Tử Thần tuyệt đối không có hy vọng thắng. Thực ra hiện tại Tô Tử Thần có thể nhận thua, nhưng hắn không cam lòng thất bại như thế. Trước khi đi, trưởng bối Tô gia cũng đã dặn dò hắn, lần này nhất định phải xây dựng được uy danh của Tô gia. Tô gia là một sự tồn tại rất đặc thù trong các thuộc hạ của Tô Tín, một dòng họ có cùng nguồn gốc huyết mạch với Tô Tín, theo lý mà nói quan hệ giữa bọn họ và tô tính thân nhất. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng hiểu rất rõ tính cách tô tính, nếu người tô gia quá vô dụng, vậy tô tính cũng sẽ mặc kệ có phải người cùng họ hay không, thuộc hạ của hắn cũng sẽ không nuôi kẻ vô dụng. Vậy nên nếu tô gia bọn họ muốn chân chính cuộc khởi dưới trướng tô tính, vậy bọn họ phải thể hiện thực lực của mình. Lần này tô tử thần biểu hiện coi như không tệ, nhưng đáng tiếc hiện tại đụng độ đối thủ thế này, hắn chắc chắn thua nhưng không muốn thua thảm như vậy. Bên kia, Trần Bắc Đường cũng mặc kệ Tô Tử Thần có đầu hàng hay không, hắn trực tiếp vung cự kiếm xông lên, dù Tô Tử Thần bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn bị kiếm thế nhìn có vẻ nặng nề nhưng không chút sơ hở của hắn ép lui vào góc, căn bản vô pháp đánh trả. Trên đài, Triệu Cửu Lăng gật đầu một cái nói, Trần Bắc Đường này được đấy, nếu có thể cố gắng thu hắn vào đạo môn ta. Tu vi kiếm đạo của hắn gần như đã đến cực hạn, chỉ có điều người này mang thể chất đặc thù nội lực có thể chứa đựng vượt xa võ giả cung cấp sau khi tu luyện nội công cao thâm của đạo môn như hổ thêm cánh sẽ mạnh hơn bây giờ ba phần lúc này trên võ đài tô tử thần bị cự kiếm kia ép đến mức tận cùng trong lòng không khỏi trào lên sự tuyệt vọng đánh không lại dù gắn gượng chống đỡ cũng không đánh lại nhưng vào lúc này trần bắc đường đột nhiên hỏi ngươi cũng mang họ tô lẽ nào ngươi là họ hàng với tô tính Vừa rồi Tô Tử Thần đang suy nghĩ chuyện này, hắn theo bản năng bỏ qua giọng điều chẳng lấy gì làm thân thiện của Trần Bắc Đường. Trả lời, đương nhiên, Tô Đại Nhân chính là gia chủ Tô Gia Ta, ta tất nhiên được xem là họ hàng của Tô Đại Nhân. Trong mắt Trần Bắc Đường đột nhiên hiện lên sát khí hung tợn, cự kiếm của hắn bùng nổ một luồng kiếm khí kinh thiên, rõ ràng là cự kiếm vừa nhanh vừa mạnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ sắc bén. Một kiếm vừa rồi của hắn là hổ bào, còn kiếm này là trảm long sắc mặt mọi người có mặt bỗng chốc thay đổi ai cũng không nghĩ tới trần bắc đường sẽ giết người vào thời điểm này bao gồm cả tô tín cũng vậy thực ra quy tắc trong cuộc thi đấu này rất đơn sơ người đạo môn cũng không nói quy tắc không cho phép giết người gì cả nhưng trên thực tế mọi người đều dừng lại đúng lúc căn bản sẽ không có ai giết người nói trắng ra đây chỉ là một võ đài cọ sát mọi người muốn danh tiếng hoặc muốn lợi ích Ai sẽ nhàn rỗi tẻ nhạt liều mạng với người khác ở đây? Thứ nhất là không đáng, thứ hai là bọn họ không muốn để lại ấn tượng bạo ngược thích giết chóc trước đông đảo tiền bối đạo môn trong trường hợp này. Kết quả Trần Bắc Đường đã chiếm ưu thế, ra tay muốn giết người trong tình huống hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại tô tử thần. Đây rõ ràng đang cố ý, cũng làm cho mọi người theo bản năng cho rằng có phải hắn có thù oán gì với tô tử thần không? Sắc mặt tô tính trầm xuống ngay trước mặt hắn mà dám giết thuộc hạ của hắn, người này đang tìm chết phải không? Tô tính đang chuẩn bị ra tay cứu người, nhưng chưa kịp hắn động thủ, tô tử thần bên kia đã sử dụng chiêu liều mạng vào thời khắc nguy hiểm. Thân là đệ tử tô gia, đồng thời cũng là võ giả ám vệ, trong tay tô tử thần có không ít bí pháp, dù sao tô gia không có những thứ khác, nhưng truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ đến giờ có không ít bí pháp kỳ quái. Trong khoảnh khắc Trần bắt đường ra kiếm tất sát, Tô tử thần đột nhiên quăng kiếm kết ấn, một luồng ma khí mạnh mẽ bùng nổ phía trước hắn, cùng lúc đó vô tận huyết khí từ cánh tay hắn bạo phát, da dẻ rạn nứt, ma khí chui thẳng vào hai tay tô tử thần, khiến hai tay hắn thoáng chốc biến thành màu đen sì, tựa như không phải người. Lúc bấy giờ, tô tử thần gào lên một tiếng, dùng hai cánh tay của mình mạnh mẽ bắt lấy cự kiếm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức ốc. Không riêng kiếm khí nổ tung, hai tay tô tử thần cũng nổ tung, nội tạng bị thương, lượng lớn máu tươi trào ra, nhưng sau đòn liều mạng này, rốt cục cũng trung hòa sức mạnh của cự kiếm. Có điều cả người hắn bị nổ bay ra ngoài võ đài, hai tay nát bét, suýt nửa hôn mê bất tỉnh. Chương 2417, mối thù không thể buông bỏ, mối thù không thể buông bỏ thấy tô tử thần vậy mà không chết, trong mắt trần bắt đường lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều hắn cũng không có để ý, Người này đã bị phế bỏ, một kiếm khách bị hủy hai tay, ngay cả cơ hội dùng kiếm bằng tay trái cũng không có, hắn còn có thể cầm kiếm kiểu gì. Chân sao? Sau khi đánh tô tử thần bị thương nặng, Trần Bắc Đường lại làm một động tác khiến mọi người ở đây không tưởng tượng nổi. Trần Bắc Đường cầm kiếm chỉ vào tô tính, lạnh giọng nói, tô tính. Phế bỏ con chó thuộc hạ của ngươi chỉ là một chút lãi thôi. Tương lai ngày ta tu luyện võ công đại thành, chắc chắn sẽ tới Tây Bắc báo đại thù. Mọi người có mặt nhất thời sững sờ, đến giờ bọn họ mới phản ứng lại, thì ra Trần Bắc Đường không có thù với Tô Tử Thần, hắn có thù với Tô Tín Cơ. Chỉ có điều người trẻ tuổi này điên rồ hay ngu ngốc. Chỉ với tu vi hóa thần cảnh hiện tại của hắn mà cũng dám cao giọng đòi tìm Tô Tín báo thù. Không sợ bây giờ Tô tính vung tay đập chết ngươi ư? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đừng nhìn lần này trên lôi đài trần bắc đường nổi danh như cồn thậm chí được vô số cường giả chú ý nhưng sự chênh lệch giữa hắn và tô tín vẫn một trời một vực thậm chí sư phụ của hắn cự linh kiếm tôn sở trọng sơn khi đứng trước mặt tô tín cũng không dám nói lời này trước mặt cường giả thần kiều cảnh đứng trên đỉnh cao toàn bộ giang hồ hóa thần và dương thần không khác biệt di lớn nhưng lúc này cũng có một số người biểu cảm vi diệu bọn họ đã đoán ra suy tính của trần bắc đường người này có tí không vặt bình thường hắn dám nói những lời này với tô tín dù tô tín không ra tay tự nhiên cũng có thuộc hạ của tô tín đứng ra khiến hắn hoàn toàn câm miệng nhưng đây là nơi nào là đại hội liên minh đạo môn đạo môn nhất mạch đang chuẩn bị nhân cơ hội này hùng bá giang hồ ban nãy người đạo môn mạnh miệng rằng bất kỳ võ giả thế hệ trẻ tuổi nào cũng có thể gia nhập đạo môn tu luyện hiện tại trần bắc đường đã biểu diễn tu vi của mình sau đó hắn lựa chọn đến đạo môn tu luyện đạo môn có che chở cho người này không vừa rồi trưởng môn thần đạo môn tự mình nói bản thân không phải người thuộc đạo môn nhất mạch là chính hắn hèn nhát trước vậy nên triệu cửu lăng cũng không có cách nào nhưng hiện tại có một võ giả thiên tư xuất chúng đồng ý gia nhập đạo môn tu hành chẳng lẽ đạo môn vẫn bỏ qua sao nếu tiếp tục yếu thế trước mặt tô tính vậy liên minh đạo môn này giải tán luôn đi cho rồi tô tính nhìn trần bắt đường vẻ mặt có chút hứng thú nhàn nhạt nói có rất nhiều người muốn tìm tô tính ta báo thù, nhưng kẻ yếu như ngươi thì là lần đầu tiên, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi là ai? Tây Trần bắt đường nắm lấy cự kiếm, hai mắt đỏ lừ, lớn tiếng nói, tô tính. Ngươi còn nhớ bá đao sơn trang ở Giang Nam Đạo năm xưa không? Lúc đó chỉ vì bá đao sơn trang ta không nghe hiệu lệnh của ngươi, ngươi liền dẫn đám thuộc hạ ưng khuyển chó săn tiêu diệt toàn bộ 1783 người bá đao sơn trang chỉ có một mình ta đi du lịch bên ngoài mới thoát được một mạng bao nhiêu năm nay ta lang thang giang hồ sau khi gặp được sư phụ ta bỏ đau học kiếm trong tương lai ta chắc chắn sẽ giết tới tây bắc đạo đòi lại công bằng cho bá đao sơn trang một nghìn bảy trăm tám mươi ba oan hồn bá đao sơn trang đều đang đợi đợi ngươi xuống dưới gặp bọn họ sắc mặt tô tín không có chút thay đổi nào hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói bá đao sơn trang ta đã quên từ lâu rồi, ta diệt vô số môn phái nhỏ không biết là hạng hai hay hạng ba thế này, người muốn tìm ta báo thù nhiều biết bao nhiêu. E rằng không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn oan hồn, người sống ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ một kẻ đã chết sao? Về bá đao sơn trang Không phải tô tính cố tình hại nhục đối phương, mà là hắn không nhớ nổi thật. Lúc trước khi ở Giang Nam Đạo, để củng cố địa vị tổng bộ đầu Giang Nam Đạo của mình, tô tính đã giết không ít người cũng diệt không ít tông phái. Nhưng Tô Tín cũng chỉ nhớ mấy tông môn ban đầu hắn mới tự mình mang người đi diệt, những sự kiện diệt môn còn lại đôi khi Tô Tín còn chẳng có tham gia, ai nhớ được bá đao sơn trang ở chỗ nào. Không ngờ Dương nghiệt một môn phái nhỏ không biết là hạng 3 hay hạng 2 lại xuất hiện một nhân vật, lại còn dám ló mặt ra đây hô hào với hắn. Trong mắt Trần Bắc Đường hận ý ngập trời. Nhưng phần nhiều hơn là bất đắc dĩ kẻ thù của mình vậy mà vẫn luôn không thèm đặt mình vào mắt thậm chí đã quên mất chuyện ngày xưa không thể không nói đây là một nỗi bi ai cực lớn hiện tại trong đám người phía dưới một ông già cũng đeo cự kiếm dáng người khôi ngô lại mang vẻ mặt lo lắng hắn chính là sư phụ của trần bắc đường cự linh kiếm tôn sở trọng sơn trước kia khi sở trọng sơn thu trần bắc đường làm đệ tử cũng đã biết thân phận của hắn khi đó tô tín đã là cường giả dương thần cảnh đồng thời đứng đầu tây bắc chém giết chân vũ, trở thành cử phách một phương danh chấn giang hồ. Mặc dù sở trọng sơn cũng là cường giả địa bản, nhưng hiển nhiên không thể chọc vào tô tính.